À, đây là một cái video rất ít khi nào gặp, cho nên trường hợp hôm nay là giống như kiểu cái này là hàng hoàng về á chị. Thì em để ở đây cho nó khô cây để em đem ra vườn á, thì đã nó khô rồi nhưng mà phát hiện ở dưới đất á, dưới đất mình nó có phân sâu. Cái này là phân của con sâu nó ăn nghe cả nhà, nó ăn cái lá non á. Thì em phát hiện là phân sâu, tức là chậu lan mình vẫn có sâu nha. Đây nó ăn đây, đây là những cái chậu lan nè, nó ăn mấy cái mầm nè. Em quay kỹ ra coi mấy cái mầm nó ăn trụ lũi đây nè. Đây à, cái lan anh chị để khô không chết nha, thì quay cho anh chị tham khảo ha. Thì cái trường hợp này thì mình phải dạy tìm kiếm sâu mình bắt, nhưng ít thì mình phải bắt. Nhưng mà cái điểm nhấn mạnh á là chỉ cả nhà mình có thể nhìn dưới cái chỗ mình trồng á, nó có phân sâu hoặc là thông thường nó ăn nó có phân như vậy. Tại vì thí dụ như cái cây mai á, thì cây xoài đó nó có sâu đục thân thì mình cũng để ý ha. Thì đúng ra có phân sâu, đúng ra là mình biết cái thân nó bị đục thì bắt đầu mình pha thuốc mình nhỏ. Còn thằng này thì bắt đầu mình phải xịt, một xịt thuốc sâu, hai là cái nhà mình tìm bắt nó, ít quá thì mình tìm bắt nó. Nó ban đêm nó mới ra chứ ban ngày nó không ra đâu chị, nó núp đâu mục tiêu rồi, kiếm không thấy luôn. Hay là nó quá nhộng, nó xuống chỗ nó quá nhộng rồi không biết. Đó thì nghiên cứu ha, cho nên anh chị em mình một cái kinh nghiệm, mình dọn cái vị trí trồng cây của mình thấy có phân như thế này, phân như thế này ha, là mình biết là có phân sâu, sâu nhiều lắm nha các nhà. Này nó ăn lâu nè, tại không để ý, để đây 3-4 ngày rồi. Cây lan khi mà đi xa về cả nhà cứ để một cái gốc thoáng mát như vậy, nắng dạ vô khoảng tầm 30% thôi, rất ngon lành ha, không bao giờ bị thối nhũng, không bao giờ bị rớt lá. Đây là cái vũ nữ rất dễ bệnh thối nhũng nha, nhưng mà khi mà đem về hàng hoàng mà đi 5 ngày 10 ngày gì đó về thì cứ để như vậy khô chậu luôn nè, nhìn thấy khô rang luôn nha, chẳng thấy có kinh nghiệm luôn, khô mà không có một miếng nước luôn, không tưới gì hết nha, không chết. Anh chị em trồng lại là bảo đảm anh chị mình ra rễ rất nhanh, tại đang quá đói quá khát, kiểu gì phải ăn hết nên là phải lú ra thôi. Đó, đây là một cái cách kích rễ cơ bản mà thông thường không dùng thuốc á. Còn khi mà anh chị mình để phân bón như là rồi hôm acid rot hay super rot hay là acid dồi hay teresort, những cái loại phân kích rễ hay rainforever vậy ha, cái nào cũng được, cả nhà mình cứ cái nào cũng được, nếu thích thì phối, không thích thì sẽ đơn cũng được, thổi qua một liều thôi, rễ ra trắng giả liền. Nó thì đó, chia sẻ kinh nghiệm để anh chị mình kết rễ nhanh ra. Còn bây giờ thì em sẽ đem ba cây này ra vườn và em để một góc nào đó em quan sát tiếp, và em tìm có con sâu em sẽ bắt nó lại, rồi em phun thuốc sâu nguyên cái vườn em luôn. Rồi trên thị trường thì có những cái dòng thuốc sâu sinh học rất là hay ha, cho nên cái nhà mình có thể nghiên cứu thêm ha. Và nếu anh chị nào quan tâm một số nhãn thuốc sâu mà dạng sinh học thì có thể bình luận bên dưới video, em sẽ làm clip em chia sẻ cho anh chị em mình đó. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà mình một ngày thật nhiều sức khỏe ha. Đây là clip kỹ thuật, anh chị em mình nhớ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ cho bạn bè xem nha. Cơ bản thôi nhưng mà rất hữu ích, tại vì đây là phân sâu, anh chị mình có thể ra tham khảo. Em vừa quay được gần á chứ em cho cả nhà mình tham khảo rõ phân sâu, một dạng sâu ăn lá và ăn chồi non. Sâu không phải là ốc sên nha, những con ốc mình thấy mình biết cái này con sâu năng nó có phân lọn, con ốc có phân nó dài lắm, phân của con ốc nó dài thòn nó quắn. Thì bữa nào em sẽ quay lại em chia sẻ cho cả nhà mình tham khảo ha. Rồi cảm ơn cả nhà.